Bất ngờ, cổ động viên Thái Lan hết lời khen ngợi U20 Việt Nam sau trận gặp U20 Iran. Các bạn thân mến, sau trận đấu hôm qua với đội tuyển U20 Iran, Việt Nam đã để thua với tỷ số 1-3. Tuy là cả ba đội có cùng 6 điểm nhưng xét về hiệu số bàn thắng thì Việt Nam đã không bằng Australia và Iran. Tuy nhiên, việc đánh bại được U20 Australia và Qatar cũng là một tín hiệu đáng mừng cho tương lai bóng đá Việt Nam. Và sau trận đấu hôm qua, những cổ động viên bóng đá Thái Lan cũng đã bình luận rất nhiều về trận này. Thật bất ngờ vì họ đã dành rất nhiều lời khen ngợi cho đội tuyển Việt Nam. Sau đây mình xin dịch lại phần bình luận để cho mọi người cùng lắng nghe nhé. Anh ấy ít nhất cũng thắng 2 trận và có ý định đầu tư rất nhiều cho đội trẻ. Hầu hết các đội nhỏ của Việt Nam đều chơi rất tốt, rõ ràng là tốt hơn so với bộ nhỏ của Thái Lan. Đội của chúng ta còn phải khắc phục nhiều lắm. Tôi xin gửi lời khen đến toàn bộ cán bộ, huấn luyện viên và các cầu thủ của đội tuyển quốc gia U20 Việt Nam. Thế thôi, tất cả người ASEAN đang đánh giá cao bạn từ Thái Lan. Tuy là thua, nhưng bộ nhỏ này đến từ Việt Nam vẫn rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng hãy cứ lớn lên và đừng biến mất, nếu không thì Nigeria và Ghana đã vô địch World Cup từ lâu rồi. Loạt đội bóng thanh niên của họ đã giành chức vô địch giải trẻ thế giới. Bây giờ hãy nhìn lại những cầu thủ vô địch giải trẻ thế giới với những ngôi sao săn bàn như Dominic, Anigia. Họ đang chơi thế nào ở Thái Lịch? Do đó, việc cải tiến liên tục quan trọng hơn nhiều so với hiệu suất tốt tạm thời. Buồn quá, tiếp tục chiến đấu nào, Việt Nam phải làm cho châu Á nổi tiếng trên toàn thế giới. Tôi sẽ cổ vũ cho mọi đội bóng ở châu Á. Bóng đá nhi đồng Việt Nam được đánh giá là lấn lướt chúng ta rất nhiều, nhưng khi lên đội tuyển quốc gia cấp độ lớn hơn, việc một giải đấu nghỉ trong 2-3 tháng để phục vụ giải đấu quốc tế, điều đó đã khiến các cầu thủ ngừng phát triển. Hơn nữa, vấn đề của Thái Lan đến từ các câu lạc bộ hiếm khi nhả cầu thủ. Phải chấp nhận sức trẻ Việt Nam tốt hơn Thái Lan, chạy chỗ, nhận bóng, phản công nhanh. Việt Nam hãy chiến đấu tiếp nào, thắng hai đội bóng lớn, làm tốt lắm. Dù bị loại nhưng bộ này của Việt Nam rất hay. Không sao, lần sau làm lại, động viên khích lệ, giúp các cầu thủ tiếp tục chiến đấu, chúc mừng Việt Nam. Hy vọng bộ nhỏ này của Việt Nam khi lớn lên, đừng đóng vai làm diễn viên hay đóng kịch, mà hãy chơi bóng như thế này. Bởi vì lứa đàn anh của Nguyễn thích làm việc đó. Việt Nam đá với Iran kiểu gì cũng không được, khỏi cần nói nhiều. Nếu chơi ở cấp độ châu Á, về hệ thống đội ngũ, thể lực Việt Nam có thể tin tưởng. Thật tiếc nếu Việt Nam không để thua bàn thứ 3 khi kết thúc hiệp phụ. Hiệu suất ghi bàn của Việt Nam sẽ là dương 1, Iran là 0, Việt Nam vào chung kết vì ba đội có số điểm bằng nhau. Cá nhân tôi cho rằng đội trẻ của chúng ta đã thua tất cả và trong tương lai, đội trẻ Việt Nam sẽ trở thành bộ lớn. Gặp nhau và họ giành chiến thắng sẽ tạo ra một lợi thế về cảm xúc. Tôi chưa nhìn thấy gương mặt tương lai nào ở Thái Lan ngoại trừ Suvarnabh. Quá buồn cho Việt Nam. Tiếp tục ủng hộ lứa cầu thủ này, tiếp tục chơi như thế này và chỉ cần tiếp tục cải thiện. Tôi thầm nghĩ rằng cầu thủ Việt Nam này đẹp hơn Thái Lan, ASEAN hay cùng nhau tiếp tục chiến đấu. Phải công nhận bộ này của Nguyễn là hay nhất ASEAN. Bạn không nên nhìn vào việc cậu ấy bị loại mà hãy nhìn vào màn trình diễn. 3 trận, 6 điểm, trận nào Nguyễn cũng ghi một bàn. Một điều nữa là ở bảng này rất khó thi đấu nữa. Nếu Thái Lan có một huấn luyện viên bóng đá giỏi và sống cống hiến lâu như Việt Nam, tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có một đội bóng tốt. Ai xem Việt Nam đá với Iran mà không nhìn vào tỷ số, có thể nói Việt Nam không quá 10 năm và chắc chắn sẽ đi World Cup trước Thái Lan. Đội hình thanh niên này của Việt Nam thật sự không có cách nào để chiến đấu với nó. Nhớ mặt mấy cầu thủ của Nguyễn, số 18, 20, 21 đều giỏi, nó càng lớn sẽ càng giỏi. Anh ấy đã đi xa đến mức này, nó thật sự được đánh giá cao. Hiệp hội của Việt Nam được quản lý bằng tất cả tâm huyết và bằng mọi biện pháp. Nên anh ấy trở nên mạnh hơn, không giống như các hiệp hội Thái Lan quản lý, vì lợi ích của họ, cho đến khi đội tuyển trẻ của chúng ta gần như không sánh kịp được với ai trong ASEAN. Tôi nghĩ lứa trẻ này của Việt Nam khi bước vào đội hình U23 và đội tuyển quốc gia thì lại kết thúc bằng việc thua Thái Lan. Hãy chờ xem vì sau này, những đứa trẻ Việt Nam này sẽ chơi cho các câu lạc bộ trong nước và sự phát triển sẽ dừng lại ở đó. Hệ thống giải vô địch quốc gia Việt Nam phát triển chậm hơn giải vô địch quốc gia Thái Lan khoảng 10 năm. U20 Việt Nam có tài, nhưng hệ thống giải đấu không ổn, đúng không?
vì họ nghỉ một tháng rưỡi tập trung cho đội tuyển quốc gia. Tôi không bao giờ tin rằng những cầu thủ trẻ tuổi tốt mà khi lớn lên, chúng được vào đội tuyển quốc gia thì lại trở nên không tốt nữa. Nhiều người Thái nói khi họ vào câu lạc bộ thì họ thường bị thu chột dần đi vì Việt Nam không có giải quốc nội chuyên nghiệp. Điều đó là không đúng. Nói một cách đơn giản, bé không tốt thì lớn lên cũng không thể đào tạo tốt được. Nhưng cầu thủ trẻ bắt đầu vào câu lạc bộ, người ta sẽ đào tạo theo cách của người lớn và họ có xu hướng tốt lên. Đừng phân biệt các đội Đông Nam Á với nhau nữa. Tôi muốn chúng ta cùng nhau phát triển để có thể cùng Trung Đông thi đấu với các đội châu Âu. Điều đó sẽ rất tốt. Đừng quên rằng, lò đào tạo trẻ Việt Nam đạt 4 sao FIFA, xếp hạng này thuộc hạng đẳng cấp thế giới. Không có gì ngạc nhiên khi lứa trẻ Việt Nam chất lượng, nó không thể thua lò đào tạo câu lạc bộ Thái Lan. Chà, theo quy định, thắng 2 trận không có nghĩa là bạn sẽ luôn vượt qua vòng loại. Tôi cũng không mong họ thua hay bị loại gì cả. Đúng vậy, thắng Australia, thắng Qatar, điều này thật thú vị. Hãy để Australia rửa mắt ở khu trung tuyến. Thậm chí Iran vẫn thua Australia 3-2 nên đúng là Việt Nam giỏi thật, đủ tư cách vào chung kết. ASEAN, chúng ta thật sự cần bắt đầu làm việc cùng nhau để phát triển giới trẻ nếu chúng ta định thi đấu với các đội ở châu Á. Qatar thua Australia 9-1, chiến thắng của Việt Nam trước Qatar là không thể tin được. Được 6 điểm mà bị loại, đây là điều rất sốc, thật là bất hạnh, lời chia buồn của tôi. Phải để Việt Nam đi trước thì mới biết Thái Lan đang thiếu gì. Dù thua nhưng họ thắng ít nhất 2 trận và chơi rất bài bản, có hệ thống và sức mạnh. U20 Việt Nam, bộ này nhất định sẽ tiến xa hơn chúng ta. Đây là cách xây dựng đội bóng giống như bóng đá Thái Lan ngày trước, thể hiện tốt khi còn trẻ, tốc độ tốt. Tuy nhiên, bóng đá trẻ Thái Lan trong quá khứ đã kết thúc vì chúng tôi không có câu lạc bộ hỗ trợ. Các bộ lớn cũng sử dụng phương pháp hướng nội lâu dài. Bóng đá Thái Lan trong quá khứ chơi rất ăn ý với nhau, giống như Việt Nam ngày nay vậy. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ có thể đến được sân chơi châu Á. Tôi nhìn vào tương lai thì thấy Việt Nam cũng không vượt qua Thái Lan. Giải đấu ở Việt Nam đó là một hệ điều hành bình thường như các giải đấu khác. Việt Nam đã làm được điều này một cách bài bản, hãy chờ xem Thái Lan trong tương lai liệu có một nhà lãnh đạo bóng đá nào có tầm nhìn tốt đến phát triển đội tuyển Thái Lan. Vẫn hy vọng mỗi cấp đội tuyển Thái Lan sẽ không dậm chân tại chỗ. Bóng đá trẻ Việt Nam rất nổi bật, nhưng khi lớn lên chúng sẽ trở thành các cầu thủ của đội lớn. Lúc đó anh ấy sẽ ngừng phát triển bởi vì các giải đấu trong nước không được phát triển. Thật tiếc cho Việt Nam, tỷ số là 1-1 rồi nhưng không thể cứu vớt được nữa. Trọng tài trận này không có mắt. Bóng đá Thái Lan ở cấp độ sân nhà đừng so với láng giềng, tập lớn vô địch Đông Nam Á nhưng nhìn tổng thể Thái Lan còn rất xa trình độ toàn cầu của châu Á. Thái Lan nếu có thời gian chuẩn bị đội hình như Việt Nam thì cũng không sợ đâu. Việt Nam tập trung cầu thủ cho đội tuyển quốc gia để dự World Cup chứ không phải tập trung cầu thủ cho giải vận động quốc gia. Các cầu thủ chính đã rất lâu không chơi giải đấu quốc nội cùng với nhau, họ được tập luyện theo hệ thống riêng nên tinh thần đồng đội tốt. Tôi đã xem 2 trận đầu tiên của Việt Nam, trận cuối cùng là không thắng được, nhưng 2 trận đầu là tôi đã thấy Việt Nam đã tiến xa. Thật sự mà nói, việc U20 Việt Nam năm 2017 từng dự World Cup không có gì là bất ngờ. Tức là lứa trẻ Việt Nam đã có mặt ở châu Á từ rất lâu rồi. Còn tuổi trẻ của chúng ta, tiêu chuẩn vẫn có lúc lên lúc xuống, có thời điểm tốt, có thời kém cỏi vì quá mất thời gian vào việc tập hợp các thành viên từ câu lạc bộ lại với nhau. Và đứa trẻ được huấn luyện khác đi so với ở câu lạc bộ và thời gian tập trung cùng nhau không dài nên phong độ không bằng Việt Nam. Lứa cầu thủ vàng của Việt Nam, U20 suýt dự World Cup năm 2019 và vòng loại thứ 3 của World Cup, họ chỉ thua Qatar ở vòng 8 đội mạnh nhất. Nếu thắng trận đó có thể họ đã dự World Cup ở vòng 4 tại Qatar rồi. U20 Việt Nam là hạt nhân chính vì thật sự họ rất mạnh. Việc tập trung cho giải quốc tế nó diễn ra trong thời gian dài, Thái Lan thì chỉ trong vài tuần. Bộ nhỏ và bộ lớn có thể so sánh được không? Đội trẻ có thể giỏi đến mức họ sẽ tham dự World Cup, nhưng khi nói đến một bộ lớn thì nó như thế nào? Đó là một vấn đề khác, bởi vì khi còn trẻ, nó vẫn chưa chạm vào giải đấu chuyên nghiệp. Lớn lên, bước chân vào các giải đấu và thi đấu ở một giải đấu chuyên nghiệp không mạnh như ở Việt Nam, thì các cầu thủ vẫn giữ nguyên chất lượng như thường.
giải quốc nội Việt Nam không giúp các cầu thủ quá nhiều. Ít nhất thì một đội có lối chơi tấn công sẽ tốt hơn một đội có lối chơi phòng thủ. Tôi không đánh giá cao nó, nếu Việt Nam giữ nguyên tốt lối chơi của Park Hang-seo, Iran nên học tập lối chơi của Việt Nam từ hai trận Việt Nam thắng. Trận đầu rất hay, Việt Nam là kẻ thua cuộc, là vì kỹ năng cơ bản của Iran rất hay. Một đấu một, Việt Nam không chịu nổi. Việt Nam pressing tốt là đủ, Nhật Bản gặp Hàn Quốc cũng vậy. Nhật Bản thường có thể thắng Hàn Quốc vì kỹ năng cơ bản là hơn Hàn Quốc. Tôi nghĩ Việt Nam vượt trội ở lối chơi phòng ngự phản công, dựa vào tinh thần đồng đội. Nhưng những cầu thủ này sẽ không được phát triển thêm như Thái Lan vì Thái Lan có giải đấu tốt hơn và chuyên nghiệp hơn. Nhìn vào hai trận đấu họ đá rất mạnh, chúng ta khó có thể vượt qua dù cho Thái Lan có được vào cuộc chơi này. Việt Nam chắc xuất dự World Cup trước Thái Lan, anh ấy thực hiện nó nghiêm túc và có hệ thống hơn Thái Lan. Ồ, tôi đã cổ vũ cho Việt Nam đi đến World Cup, như vậy Thái Lan sẽ nhiệt tình hơn một chút nếu Việt Nam có thể làm được. Thật buồn cười là người Thái xem Việt Nam rất nhiều. Bạn đã quên rằng công việc của anh ấy trong đội tuyển trẻ tốt hơn nhiều so với Thái Lan hay sao? Nhiều người thậm chí còn không xem trận thi đấu của anh ấy thì làm sao có thể thấy các kỹ năng và hệ thống của Việt Nam, nó thật sự là rất tốt. Bóng đá trẻ Việt Nam làm tốt vì có thể gọi cầu thủ tập trung theo ý muốn của huấn luyện viên, nhưng khi đưa hệ thống trẻ vào hệ thống giải chuyên nghiệp thì không thể kéo dài, vì với hệ thống giải Việt Nam đó không phải là chuyên nghiệp, vì vậy nó không thể phát triển các cầu thủ bóng đá hơn nữa. Nguyễn, đội trẻ giỏi hơn Thái Lan về mọi xét đấu, Thái Lan nên nhìn lại mình và cải thiện. Việt Nam họ chơi bóng thật sự, khát khao và chơi mạnh mẽ hơn Thái Lan. Cả đội lớn và đội nhỏ, Việt Nam hơn chúng ta về thể lực. Cuối cùng, chiếc xe buýt đã không tồn tại và bị rơi từ thời Park Hang-seo, đừng khoe khoang về điều đó. Tôi đã thất vọng vì Nguyễn đã thua. Theo dõi trên fanpage của người Nguyễn, thấy nó đăng link lên mình vào xem. Bình luận viên nói đéo rất to. Tôi đồng ý anh Nguyễn đầu tư ra nước ngoài chi tiêu hợp lý, thật không phục quyết tâm của Việt Nam, nhưng cũng phải nói Iran anh ấy lại xuất sắc như xưa. Tôi nghĩ đó là do Việt Nam lâu nay sống tận tâm với công việc và có thể lực tốt cũng như tinh thần đồng đội tốt hơn Thái Lan, nhưng khả năng duy nhất là gần với trình độ Thái Lan, tôi nghĩ vậy. Và khi lớn lên, trẻ em Thái Lan sẽ vượt qua bởi vì chúng ta có những giải đấu tốt hơn và chuyên nghiệp hơn. Các bạn thân mến, trên đây là những quan điểm của cổ động viên Thái Lan nói về trận đấu ngày hôm qua giữa U20 Việt Nam và Iran. Một quan điểm mà nhiều cổ động viên Thái Lan đưa ra là đội tuyển trẻ của Việt Nam tốt nhưng lớn lên sẽ bị thu chột do giải đấu V-League không chuyên nghiệp. Ở đây có anh chị nào am hiểu về bóng đá có thể giải thích tường tận cho mọi người được hiểu không ạ? Liệu rằng ý kiến của Thái Lan như vậy có đúng không? Và video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.